Làm nhanh cho chị cái xấu cũng được thì để em làm thế. Đối với chị không dạy thì là muốn đến chỗ làm đẹp là phải làm đẹp thì mới đi về chứ. Tôi thấy khâu khâu thôi, tưởng là khâu cả trong cả ngoài. Chị hỏi. Đâu, mới khâu trong thôi. Và nếu mà chị vội thì chị bảo là làm nhanh cho chị cái xấu cũng được thì để em làm thế. Đối với chị không dạy thì là hai mấy củ của chị ấy. Giờ xấu về một coi. Chị cũng phải chuyện là sắp xếp công việc với ông xã. Chị bảo là làm xong đi về Thái Nguyên để cho con đi thi. Chị bảo em không về đâu. Em làm xong em ngược Lai Châu anh đi về phục vụ con. Em còn kiêng khem một tí. Giờ mình về mình đưa nó đi thi. Xong là mình đi bụi gọi nó vào. Nó xuống ngủ mình ra chơi. Nhiều bạn đấy mà. Bác sĩ có tranh thủ làm tối không bác sĩ? Làm tranh thủ cái này không tranh thủ được. Đúng rồi, làm đẹp không tranh thủ. Ra đi đắp mặt, đi rửa mặt gội đầu làm đêm được. Cái lúc ý là coi như mình đi thư giãn. Cứ đồng hoàng bình tĩnh nha, bác sĩ làm không đau là được, ok, đây có đau đâu. Em sẽ chỉnh cho chị từng mũi chỉ một. Đó. Cứ làm từ từ thoải mái. Chú cứ làm đẹp long lanh cho chị. Còn nói chuyện này giúp chị thoải mái, thời gian nó trôi nhanh hơn. Có những chị thì lại bảo là sợ bác sĩ mải nói chuyện bác sĩ không làm. Nhưng có những chị thì lại thấy bác sĩ chả nói gì thì bác sĩ cứ im im làm sợ quá, căng thẳng quá. Nhưng mà em nghĩ chắc là chị cũng thích nói chuyện để cho nó thoải mái.